Xin chào các bạn. Nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn rắc và cài cái phần mềm AutoCAD 2008. Thì khi mà cài AutoCAD 2008 á, các bạn có thể gặp một cái lỗi như sau. Tức là mình cài nó không vào ha. Đây là máy của một bạn đã tự cài nhưng mà cài không được ha, cài không được. Do là mình cái máy mình nó thiếu một số cái phần cho nên cài không được, cho bạn nhờ tôi cài thì để tôi cho các bạn xem nè, nó bị lỗi như thế nào nè. Đây, khi các bạn cài đặt á thì nếu như các máy của các bạn bình thường các bạn cài theo cái hướng dẫn trước của tôi á thì nó sẽ ok, nó không có bị lỗi này. Nhưng mà khi do máy bạn á, cái Windows của mấy bạn thiếu firmware á, thì khi các bạn cài á, nó sẽ bị cái trường hợp này, tức là cài vô không được ha. Thì tôi chỉ các bạn xử lý cái trường hợp này ha, là do mấy bạn thiếu cái firmware thôi. Thì các bạn làm như sau. Đây, các bạn phải download cái firmware về, thì các bạn lên trên mạng á ha. Đây, các bạn phải download cái firmware nè, firmware 3.5 về. Các bạn lên trên Google gõ vô cái firmware 3.5, download về và giải nén ra. Các bạn bấm bên phải nè, extract file. Đó, extract file. Đó, thì các bạn sẽ giải nén ra được cái file này. Thì các bạn cài cái file này, lít đúp vô. Ok. Đây, các bạn nó hỏi nè, có download gì không? Mình bấm, nó có cài vô không? Thì mình bấm vô cài thì nó sẽ chạy như thế này. Các bạn đợi một thời gian. Đó, sau khi nó cài đặt được á, thì các bạn sẽ thấy nó hiện cái này, các bạn bấm lâu lại. Rồi, như vậy là các bạn đã cài được cái firmware vô rồi. Thì các bạn tiến hành, sau đó các bạn tiến hành cài đặt bình thường thôi. Các bạn vô lại AutoCAD nè, vô lại cái file setup ban đầu, các bạn setup nó yes nè. Install nè, net nè, net nè, hai asset nè, chọn vô cái ô này net nè. Ở đây các bạn có thể điền tên của các bạn ha, là cái công ty. Rồi, install nè. Ở đây thì các bạn đợi cho nó chạy đến xong thôi. Cái lỗi này thì các bạn bấm ok. Đó, như vậy là các bạn đã cài được rồi nè. Ok. Rồi đến công đoạn các bạn rắc thôi. Thì trước khi rắc các bạn lưu ý là nên tắt cái virus đi nha. Đây, các bạn bấm vô đây, bấm phía phải vô View Notification Option. Đó, vô cái thằng này, vô cái chiên này nè. Đó, vô cái Manager Setting. Bấm vô Manager Setting này. Đó, các bạn off hết. Yes nè. Bấm vô đây, off này luôn. Off hết những cái màu xanh này đi. Off hết. Rồi, sau đó các bạn tiến hành rắc thôi. Thì các bạn sẽ bấm cho con này nó chạy lên trước, khởi động cho con này nó chạy lên. Tiếp theo là các bạn cái này nó yêu cầu là cái độ phân giải phải cao. Ok, không sao. Rồi, các bạn bấm vô net. Các bạn để cái này nó active product nè. Bấm net. Cái này nhập 366 666 69 69 69 69. Rồi, các bạn copy dòng này, bấm Ctrl C ha, copy. Sau đó các bạn tới cái file rắc, tìm lại cái file rắc hồi nãy mình để đâu. Đây, vô cái rắc nè, bấm vô. Đó, bấm phía phải, chạy ở cái này, ở cái Run as Smith ha. Yes,
dán cái mình vừa mới copy vô đây, bấm calculate. Rồi copy cái dòng chữ này, Ctrl C, quay ra lại đây, chọn vô cái ô này, chọn vô cái vùng này, Ctrl V, lăn chuột xuống, bấm vô Next, bấm vô Finish. À, rồi nó hỏi cái bảng này là cái bảng giới thiệu thôi. À, các bạn bấm No, Don't Show Me Again. À, tức là không có hiển thị cái bảng này ở cái lần mở kế tiếp nữa. Rồi đó, nó khởi động kết lên cho mình. Các bạn tắt mấy cái bảng này đi. Đó, tắt cái bảng này luôn. Đó. Rồi các bạn vô Tool. Đó, vô Option. Các bạn chỉnh một số cái. Đầu tiên là chỉnh cái Cross Hair Size này đó, tức là cái sợi tóc đó, cho lên 100% đi. Các bạn chỉ vô cái View Reference, chọn cái Fly Rich Combination này. Đó, các bạn chọn thành Repeat, Repeat, Enter. Ok, vô cái thẻ Session. Các bạn kéo cái thằng này lên một tí. Cái này chính là những cái nút ha, nút mà khi các bạn chọn cái chi tiết của mình á, nó hiển thị to hay nhỏ. Rồi các bạn dễ thử nè, gọi lên Like nè, Enter nè. Dễ thử nè. Ok rồi. Rồi các bạn bấm to này lên. Đây các bạn thấy không? Cái tắt hết mấy này đi, tắt cái này đi, tắt thằng này luôn. Tắt thằng này luôn, tắt này luôn, chừa thằng Offset Snap này lại. Đó. Như vậy là ok rồi đó. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cài đặt xong và rắc xong cái phần mềm AutoCAD 208 trên Win 10. Tắt hết đi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip khác.